hướng tới ổn định và phục hồi nền kinh tế thời kỳ sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là khai thác, tận dụng tốt cơ hội mang lại từ các thị trường xuất khẩu chiến lược. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Anh ASEAN, UKABC, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức hội thảo trực tuyến Triển vọng kinh tế thương mại Việt Nam, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, Vương quốc Anh là thị trường quan trọng, tiềm năng cho nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như nông sản nhiệt đới, hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, điện thoại. Đồng thời, Việt Nam là thị trường cửa ngõ để các doanh nghiệp Anh có thể tiếp cận thị trường khu vực rộng lớn. Do bị ảnh hưởng của dịch Covid, 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương chỉ đạt 2,57 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 20%. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt 2,33 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,8%, nhập khẩu đạt 337 triệu đô la Mỹ, giảm 20,25% so với cùng kỳ năm 2019. Đến hết tháng 8 năm 2020, Vương quốc Anh có 400 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 16 trong số các nước và vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại Việt Nam. Tại hội thảo, các diễn giả đã trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm một cách toàn diện về triển vọng kinh tế thương mại của Việt Nam cũng như các chính sách, biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương với Vương quốc Anh trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh Vương quốc Anh đã chính thức rời EU vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 và triển vọng sớm ký kết hiệp định thương mại tự do song phương thế hệ mới giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.